Hôm nay rất là tự tin rồi nhá. Không biết là cô dâu sẽ có cái cảm giác gì đây. 1, 2, 3. Oh my god. Không khí bếp rất tấp nập các bạn ạ. Mỗi người một tay, một việc. Cỗ cưới của nhà trai hôm nay thì sẽ 125 mâm nha các bạn nhé. Phía bên này thì thịt trâu nướng nụ. Mọi người thì bây giờ lấy ra đĩa rồi. Bên này thì món salad nộm các bạn. Do nhạc hơi ồn nên là mình chắc là đoạn này mình sẽ ngắt tiếng đi nha các bạn nhá. Chiếu quay lại ghi lại những không khí tâm nập. Mỗi người một tay để làm bếp thôi. Thiếu nữ người tài các bạn ạ. Cái lúc có chồng bây giờ không có người yêu nữa rồi. Cái lúc có chồng bây giờ là không có người yêu nữa. Đấy. Đây là trang phục của đồng bào người tài nhé các bạn nhé. Đó. Giờ là những giây phút mà lưu lại những bức ảnh để làm kỷ niệm đấy các bạn. Hôm nay thì các cô các bà thì cũng mặc trang phục của đồng bào người Tày đây. Đó. Rất là đẹp, một phong tục của đồng bào thì một khác nhau và một trang phục thì một khác nhau nữa. Các bạn có thấy các cô các bà xinh gái không ạ? Trẻ trung, xinh gái. Đó. Đang xếp hàng để lưu lại những bức ảnh để làm kỷ niệm đấy các bạn. Hai ông nam sang bên này đi, hai ông người ở bên này. À, thì nó mới cân thì mới đẹp. Cô dâu và chú rể đã cập bến rồi các bạn. Giờ đã di chuyển đến bên nhà trai. Sáng hôm nay thì mình không đi theo phái đoàn nữa nên là mình có chút việc bận nên là mình cũng không đi theo phái đoàn để ghi hình được phong tục đón dâu của người Tày này. Do cái cầu hơi chật nên là phái đoàn nhà gái đi xe to nên là không di chuyển vào đây được các bạn ạ. Nên là phải đi bộ đường ngoài vào. Đó. Thank you.
cười. Hai bạn hôm qua mình đi giao lưu các bạn. Hôm nay cũng theo phái đoàn đưa dâu đến bến bên nhà trai. Thật là đáng tiếc vì mình không có flycam để bay những cảnh này các bạn. Có những hàng cau hai bên đường, khung cảnh rất là đẹp luôn. Xin chào hai bạn nữ xinh gái. Khi cô dâu và chú dâu lên nhà thì sẽ đi thẳng vào trong buồng luôn nhé. Không gian của cô dâu và chú rể là sẽ có những cái buồng như thế này, và vào trong cô dâu sẽ vào trong đấy nghỉ ngơi. À, đến giờ đẹp giờ lành rồi thì sẽ cô dâu sẽ ra trình với tổ tiên, có mâm cơm, mình xin lỗi ạ, sẽ có những mâm mà có những vải đỏ đấy thì báo cáo với tổ tiên là sẽ có thêm một thành viên nữa gia nhập với gia tiên. Cô dâu chú rể sẽ ra ngồi đây và phái đoàn của bên là trai và bên là gái sẽ cùng ra ngồi ở trước bán tổ đó. Nghe là chúng ta đâu á, tới nhưng mà Sau khi đại diện của hai bên gia đình trao dâu và nhận dâu xong thì sẽ có những ly rượu và gắn kết của hai bên gia đình và rót ra và uống với nhau chính thức
hai bên gia đình sẽ kết thành thông gia. Xin chào, lần đầu tiên ăn cưới ấy nhỉ, đúng không? Vâng, và chúng ta sẽ nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú rể cùng với hai bác trưởng đoàn của sân họp nhà trai nhà gái ạ. Và ngay sau đây thì một lần nữa xin được trân trọng kính mời chú rể Bảo Hưng, cô dâu Minh Ngữ cùng với hai bác trưởng đoàn và cùng với MC Thu Hương xin chính thức được ra mắt với toàn thể quý vị. Vâng, bạn thưa quý thân mến, còn là sinh con thì ai nỡ quản con, mà chăm lo từ lúc có chồng có con, thưa con nhận nhiệm rể trao dâu. Sau đây nhà gái cũng có đôi câu để chúc mừng, xin trân trọng được kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các vị khách quý có mặt trong buổi lễ hội hôn hôm nay của hai cháu Bảo Hưng và Minh Ngữ, lời đầu tiên tôi thay mặt cho phái đoàn nhà gái xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe chân thành nhất tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ hội hôn hôm nay. Phái đoàn nhà gái sẽ đứng dậy ra mắt với phần viên họ hôm nay và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, xin cảm ơn các quý vị rất nhiều. Xin mời các quý vị sẽ an tọa. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý thân mến, và đúng là ngày hôm nay nhà gái vui mười, nhà trai vui lại gấp đôi mười vuông tròn, chẳng đẻ mà được thêm con, nhìn vừa sinh gái lại lớn khôn tuyệt vời, nhà trai vừa được thêm người, nhờ ơn nhà gái có công sinh thành dạy nuôi và cảm ơn từ tấm lòng mình. Sau đây nhà trai cũng có tâm tình đôi câu, xin trân trọng được kính mời. Lời đầu tiên cho phép tôi đại diện cho phái đoàn nhà trai xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tới tất cả các quan khách trong môi trường và phái đoàn nhà gái ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các bậc ông bà, cha bác, thưa toàn thể hội hôn, anh chị tôi xây dựng hạnh phúc cũng xin cành nở ngọt, cháu Hưng là cháu thứ ba trong gia đình và cũng là cháu út. Trong quá trình sinh thành dưỡng dục, nuôi con cũng đến tuổi trưởng thành, sau khi học hành thành đạt thì cháu cũng là trên con đường phát triển đi làm ăn, cháu Hưng và cháu Ngứ cũng gặp nhau trên. Và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ rót 12 ly trên bàn và còn lại chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình phát biểu của mình. Và xin mời chủ tịch của dòng sẽ tay trong tay tiếp tục với chương trình rót những ly rượu nghĩa, ly rượu tình trong ngày hôm nay. Và đúng là anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lầu để em là mây bay, anh sẽ là nắng bay để... Vâng, và ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ nâng hai ly rượu hồng đến chính giữa sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với chương trình uống rượu sau môi. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời chú rể có dâu sẽ hướng vào nhau ạ. Và trong năm mới có một ngày, ngày vui hạnh phúc là ngày hôm nay. Ước gì em là chén rượu đào, anh chỉ nhấp miệng mà lòng đã say. Ước gì em là chén rượu cay, anh xin uống hết để say em suốt đời. Và xin mời hai bạn sẽ chéo tay nhau uống cả ly rượu hồng trong ngày hôm nay. Và tôi quý vị hãy dành cho hai cháu pháo tay để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn chú rể có dâu rất nhiều. Thank you.
trắng đấy là được rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Cô dâu cứ bình tĩnh. Rất là gay cấn, bây giờ cô dâu rất là hồi hộp, toát hết mồ hôi rồi. Thế này tôi lại cảm giác như kiểu là cô dâu chú rể yêu nhau trong 3 năm thì lại không hay cầm tay đâu. Chú rể ơi, chú rể nghĩ là cô dâu sẽ tìm thấy bạn à? Em chắc chắn là 99% rồi. Ai, trời ơi, chú rể nói như thế là tôi hiểu là yêu nhau chẳng cầm tay mà cầm cái khác rồi. Cô dâu cười tiếp cả mắt luôn. À cô dâu ơi, cô dâu. À, cô dâu nhìn thấy số mấy đấy ạ? À, không thấy số nào. À, thế cô dâu có tự tin là tìm thấy chồng mình không? Quá tuyệt vời. Và các bạn hãy dành cho cô dâu một tràng pháo tay thật lớn ạ. À không, à, tôi sẽ cho mọi người sờ vào tay phải nhá. Tại vì tay trái này có nhẫn rồi. Đấy, mình phải chiêu trò thế cơ. À, vâng, và tay đầu tiên ạ. Cánh tay đầu tiên. Tay đây, sờ đi bạn ơi. Đấy, bạn có thể sờ lên cao một chút và bạn có thể sờ mặt và có thể ngửi mùi xem có phải mùi đặc trưng của mình hay không. Đấy, bạn thấy thế nào cả? Bạn thế nào? Vì sao không phải? Bạn phải nói đi sao ra không? Tò quá, ôi trời ơi. Không phải hàng của em đâu chị ơi. Hàng của em nó nhỏ nhỏ thôi. Vâng, bạn tiếp tục ạ. Tốt tiệp. Vâng, tay đây bạn ơi. Bạn có thể sờ cao lên, bạn có thể sờ mặt lên nha bạn nhé. Tìm hiểu đi, không có nhân cưỡi là được. Được chưa? À, không được nhắc nhá, các bạn không được nhắc nhá. Đang sờ sờ lắm lắm bóp bóp cùng với ngón tay đấy. Cô dâu thấy thế nào rồi ạ? Cẩn thận để nhầm nhạt con trồng trọt nhá. Cô dâu dùng hình rồi. Có ký lại lẫn lộn. Cô dâu thấy thế nào đây? Không phải mua gì đâu. Vì sao không phải bạn ơi? Cứ về lắn mãi cái ngón cái mà nó không ra được. Bật mí đâu, cô dâu là có anh nhấn à. Thế bạn người mùi đi, tôi cho bạn người mùi. À bạn có thể sờ mặt má. À đâu nhỉ, mặt đâu nhỉ? Bạn ơi bạn thò cái mặt ra đây một cái. Bạn sờ lên trên, tôi phải sờ xuống dưới. Chiến tránh cái tình trạng mà sờ cái chỗ không cần thiết. Thế thế nào rồi ạ? Hai tay. Sờ mũi đi bạn ơi. Sờ xong sờ riết đi, cho nó lỏng hoàng. Người mùi rất bảo. Này dí cái mũi người ta tới kia thì làm sao người ta thở được không? Thế nào rồi ạ? À không phải, cái này là bé hơn của em. Tiếp tục tốt đẹp ạ. Anh nhường cả gái xinh đỡ lên tận đây rồi. Cảm thấy thế nào ạ? Bác xin mời. Thấy thế nào rồi ạ? Tay phải nhá bạn, mọi người nhá. Mọi người chú ý cho tớ là tớ, bạn các bạn sẽ cho cô dâu sờ tay phải nhá. Tránh tình trạng nhẫn của chú rể. Bạn thấy thế nào rồi ạ? Vì sao không phải, bạn có thể lấy lý do không? Khái quá, mừng khái quá. À, lại to quá. Không phải hàng của em, hàng thủng rồi. À, tiếp tục ạ, tung tiệp ạ. Đứa đây, bên kia nghe thấy chứ. Ây da, bạn này có vẻ chủ đạo đấy. Tay đây. Bạn có thể sờ mặt một chút và bạn có thể sờ mặt nhá. Và bạn có thể ngửi mùi xem có phải mùi đặc trưng của mình hay không nhá. Bây giờ ngửi lại xem có mùi gì không? Có mùi mùi cánh không bạn ơi? Mùi hen rách quá. Vâng xin mời. Cô dâu rất là tinh tế nha, cô dâu sờ rất là kỹ. Vâng xin mời. Sờ một phát là sờ ngón cái đầu tiên. Tải thật đấy. Thế nào rồi ạ? Vì sao nhỉ, bạn có thể nói đi sao không? Nhiều lông quá. Tay của chồng em nó thon mịn cơ. Đấy, không phải xù xì như thế. Tiếp tục tuyệt đẹp. Bạn này có vẻ rất là hồi hộp nha. Được ạ. Hồi hộp. Ý bạn nói chuyện nghe đến nghe đấy.
chết rồi. Cô dâu thấy thế nào vậy? Có cái cảm giác gì có luồng điện nó giật giật không? Chết rồi. Không, chả có cái mẹ gì. Thế nào vậy? Không phải tê tê tùm bún dồn dồn. À vâng, tiếp tục tông đẹp. Thế nơi em còn lâu mới lấy được vợ ấy. Lại hàng khủng đấy. Tiếp tục ạ. Quay tôi. Thế nào rồi ạ? Chính tỏ là tay chú rể rất là mềm nha. Thế nào rồi ạ? Vì sao nhỉ? Mềm quá. Béo. Không phải hàng của em. Hàng của em nó vừa. Nó không phải to quá mà bé quá. Thế nào rồi ạ? Tay đây ạ. Cô sao thế nào ạ? Sợ lên cao lên đi ạ. Bà này bán hồi hộp. Bạn sợ. Sợ là cô dâu sợ vào chỗ không cần thiết đây. Không máy ạ. Bạn có thể sờ mặt ta. Bạn có quyền sờ mặt ta. Thế nào rồi ạ? Sợ nó lắm. Thế này mới còn sợ. Chứng tỏ là sao không phải nhỉ? Nó mềm quá đi. Để dùng. Chỗ nào nó cũng mềm. Tiếp tục ạ. Tốc đẹp tiếp tục. Cô dâu có vẻ rất là căng thẳng nhá. Các bạn hãy dành cho cô dâu một tràng pháo tay thật lớn nhé. Đấy, cô dâu có khí thế rồi đấy. Thế nào vậy ạ? Bạn có thể nói gì để bí quyết không? Vì sao không phải nhỉ? Lại là tay to. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp tục, tốt đẹp. Thì đây nhầm bà. Thế nào rồi ạ? Vì sao nhở? Nắm thằng lên. Tay cứng quá. Tốt đẹp, tiếp tục. Thôi bạn. Tốt đẹp, tiếp tục. Đâu nhở? Bạn thấy có cảm giác gì chưa? Phải đâu. Dừng hình một tí rồi. Thế hay là phải ngửi mùi bạn ơi. Phải ngửi mùi xem có phải mùi đặc trưng của mình không nhá. Mày à bưởi. Thế nào ra? Có cảm giác gì chưa? Em thấy tê tê buồn rốn rồi. Nhưng mà chưa chốt được phương án. Có thể sờ mặt không bạn ơi? Có cần sờ mặt không ạ? À sờ lên. Ôi trời ơi, sờ vào răng là biết luôn rồi. Răng rất đặc trưng nha. À thế nào, ôi sờ cả mũi. Ôi trời ơi, bóp mũi thế này để ai người ta mang thở được không? Nhột ghê luôn. Thế nào thế ạ? Mặt cầm thế nào? Chốt phương án này chưa? Bạn làm sao mà nộp được bây giờ? À thế bạn đã chốt phương án này chưa? Chốt. À, thì có giảm hơn không? Có giảm hơn không ạ? Có giảm hơn không ạ? Có. Đúng là bí lạc mãi đi. Rất là liều đúng không ạ? Và hai bạn lao vào nhau hôn một cái thật máu đi ạ.
Bạn này thì bạn ấy không nhìn thấy thì bạn chủ động hôn đi. Xong một tí cởi ra xem bạn có cảm giác gì. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Bây giờ không biết là bạn sẽ có một cái cảm giác gì đây nhỉ? Hôm nay rất là tự tin rồi nhá. Không biết là cô dâu sẽ có cái cảm giác gì đây? 1, 2, 3, oh my gosh. Cô dâu có cảm giác gì ạ? Không phải đâu, trả chồng cho em. Chính tỏ là cô dâu rất thông minh đúng không ạ? Cô dâu đã biết là MC đổi người. Và các bạn hãy dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn. Quá là tuyệt vời và xin cảm ơn tới các bạn rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Ôm đi anh ơi, ôm vợ mình đi ạ. Ôm vợ mình đi. Vâng ạ, chú rể của cô dâu sẽ hát một ca khúc song ca để gửi tặng cho các bạn của mình không? Mình hôm nay rất là vui và cảm ơn tất cả mọi người thì hôm nay đã đến chung vui của chồng mình. Thì hôm nay vợ chồng mình sẽ gửi tặng tất cả mọi người đây một bài hát Cơn Mưa Tình Yêu. Mọi người cùng lắng nghe nhé. Ôm đi anh ơi, anh Hưng ơi, anh ôm vợ đi mình đi ạ. Mọi người lựa chọn mình tất cả. Mọi người ở dưới vừa uống rượu và vừa lắng nghe bài hát của vợ chồng mình hát. Rất là cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến chơi với vợ chồng mình. Và cảm ơn đội sự kiện MC và ca sĩ hôm nay để bớt chút thời gian và rất là nhiệt tình với vợ chồng mình. Rất là cảm ơn mọi người.